Với sức trẻ ưa tìm tòi khám phá, phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh sinh viên cũng đang rất sôi nổi. Mới đây nhất, cuộc thi sáng tạo trẻ của Đại học Bách khoa Hà Nội đã quy tụ được rất nhiều sản phẩm công nghệ mang tính sáng tạo nhưng luôn gắn liền với nhu cầu thực tiễn. Trong đó, có thể kể tới sản phẩm Awake Dry đã giành giải nhất với tính năng giúp phát hiện cơn buồn ngủ và hạn chế các tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông. Khi người dùng đeo thiết bị này, sóng điện não được sinh ra và sẽ được đo lại và phân tích. Nếu tỉnh táo, suy nghĩ sẽ nhanh và tần số sóng não nhanh. Ngược lại, khi đang buồn ngủ, suy nghĩ sẽ chậm và tần số sóng não cũng sẽ chậm. Thiết bị sẽ phát hiện và đánh thức tài xế bằng chế độ rung. Sau khi mà được may mắn được trải nghiệm cái sản phẩm Awake Dry của các bạn sinh viên trẻ tại trường Đại học Bách khoa thì tôi thấy sản phẩm đạt hiệu quả khá là cao, nó sẽ không gây cho tôi cảm giác bị khó chịu. Một trong những cái điểm mà chúng tôi tự hào nhất về cái dự án Awake Dry đấy là có thể phát hiện được cái tình trạng buồn ngủ trước cả khi mà người tài xế người ta thực sự nhận ra điều đấy hay là người ta biểu hiện điều đấy ra bên ngoài gương mặt. Và thứ hai là chúng tôi cũng có cái giải pháp để mà duy trì độ tỉnh táo cho người ấy bằng cái sóng ionic tones mà không làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dùng. Đây là sản phẩm của nhóm bạn sinh viên Neural Things giành giải nhất cuộc thi sáng tạo trẻ vừa được tổ chức. Trước đây, hầu hết việc cảnh báo tài xế ngủ gật chủ yếu bằng hình ảnh và khi có dấu hiệu ngủ đã rõ rệt. Việc ứng dụng lý thuyết xử lý tín hiệu, trí tuệ nhân tạo IoT này đã giúp việc cảnh báo trở nên nhanh chóng và an toàn hơn. Sau khi cải tiến và đưa vào sử dụng thì thứ nhất là về giá thành sẽ giảm xuống, và thứ hai là về độ nhỏ gọn thì nó sẽ được thu lại và sẽ không gây phiền phức cho người dùng, cũng như là về pin nó cũng sẽ được sử dụng lâu hơn nếu mà tài xế đi đường dài. Trong tương lai thì mong muốn của nhóm chúng em sẽ muốn được đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, tạo ra giá trị và cũng như là giúp cộng đồng sẽ giảm thiểu những cái vụ tai nạn không đáng có. Các bạn ấy có đam mê về khoa học công nghệ nhưng mà cái hạn chế của các bạn là các bạn chỉ là sinh viên năm 1, năm 2. Khi mà kiến thức chuyên ngành của các bạn ấy chưa được đầy đủ lắm thì mình có tham gia định hướng về cái kiến thức chuyên ngành, về cái kỹ năng đọc các cái bài báo khoa học để từ đấy định hướng tốt hơn cho các bạn khi làm sản phẩm. Sản phẩm Awake Drive có hai phiên bản đeo trên trán và tai nghe. Dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 7 tới để phục vụ những lộ trình an toàn của các tài xế.